Chào bạn, bài học này chúng ta tiếp tục học các từ vựng về gia đình nhé. Từ đầu tiên, chúng ta cần học đó là family tree, là gia phả. Family tree. Family tree. Lại một lần nữa nào. Family tree. Bài học trước, chúng ta đã nhắc tới gia đình mở rộng, tức gia đình bao gồm ông bà, cô dì, chú bác và các anh chị em họ, đúng không nào? Và gia đình mở rộng ta gọi là extended family. Động từ extend có nghĩa mở rộng. Extended family. Extended family. Gia đình mở rộng. Lại một lần nữa nào. Extended family. Và chúng ta cũng đã nhắc tới gia đình hạt nhân, là gia đình gồm bố mẹ và con cái. Chúng ta gọi là nuclear family. Nuclear là hạt nhân. Như vậy chúng ta chỉ cần ghép từ này với danh từ family là chúng ta có gia đình hạt nhân. Nuclear family. Nuclear family. To lên nào. Nuclear family. Một lần nữa nào. Nuclear family. Và ở bài học trước, chúng ta cũng đã học tất cả các thành viên liên quan tới gia đình như bố dượng, bố chồng, mẹ chồng. Đó là những thành viên không thuộc máu mủ ruột thịt trong gia đình. Còn những người thuộc máu mủ ruột thịt trong gia đình, chúng ta sẽ có gia đình ruột thịt. Chúng ta có gia đình ruột thịt đó là immediate family. Immediate family. Immediate family. Một lần nữa nhé. Immediate family. Nếu đó là một gia đình êm ấm thì ta sẽ gọi đó là close-knit family. Close-knit tức là khăng khít. Close-knit family. Gia đình êm ấm. Close-knit family. Close-knit family. Còn gia đình không êm ấm, ta sẽ gọi là dysfunctional family. Dysfunctional family. Dysfunctional family. Ok, và nếu đó là một gia đình tan vỡ, ta sẽ gọi là broken home. Gia đình tan vỡ. Broken home. Broken home. Gia đình tan vỡ tức là bố và mẹ chia tay nhau, đúng không nào? Và ta có từ divorce là ly hôn. Divorce. 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 Bài học trước, chúng ta đã học từ họ hàng là gì nào? Chính xác, relative. Relative. Và chúng ta có tính từ xa cách là distant. Vậy họ hàng xa sẽ là distant relative. Distant relative. Ok, chúng ta ôn lại xíu nào. Gia phả là gì nào? Family tree, chính xác. Gia đình mở rộng. Extended family. Gia đình hạt nhân. Chính xác, nuclear family. Gia đình ruột thịt. Immediate family. Gia đình êm ấm.
close-knit family. Gia đình không êm ấm. Chính xác, dysfunctional family. Gia đình tan vỡ. Broken home. Họ hàng xa. Distant relative. Good job. Ok, các từ tiếp theo nhé. Người mẹ mà không có chồng mà chỉ có con thì được gọi là mẹ đơn thân. Single mom. Single mom. Ta có tính từ single là độc thân và single mom là mẹ đơn thân. Single mom. Cha mẹ chính là người nuôi dưỡng chúng ta, đúng không nào? Và chúng ta có động từ nuôi dưỡng hay nuôi nấng là bring up. Bring up. Bring up. Một lần nữa nào. Bring up. Lớn lên thì chúng ta sẽ phải có hiếu. Dutiful. Chứ đừng impious nha. Chúng ta có tính từ dutiful là có hiếu và impious là bất hiếu. Dutiful. Impious. Dutiful. Impious. Và chúng ta cũng nên vâng lời. Obey. Chứ đừng disobey, không vâng lời nhé. Obey. Vâng lời. Disobey. Không vâng lời. Obey. Disobey. Nhưng cha mẹ ta thật vĩ đại, bởi dù chúng ta có như thế nào thì cha mẹ chúng ta cũng không bao giờ ghét bỏ ta, đúng không nào? Và chúng ta có động từ ghét bỏ là disgrace. 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 Và cha mẹ chúng ta luôn luôn tha thứ cho chúng ta, đúng không nào? Và forgive là tha thứ. Forgive. Forgive. Vậy hãy sống sao để bạn luôn là niềm tự hào của ba mẹ bạn nhé. Pride là niềm tự hào. Pride. 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 Đừng có vô ơn nha. Ungrateful là vô ơn. Ungrateful. Ungrateful. Vậy biết ơn là gì? Grateful. Chính xác. Grateful. Grateful. Hãy luôn luôn grateful, bởi chúng ta may mắn hơn những người khác, bởi chúng ta có gia đình và được giáo dục tốt. Ta có tính từ được giáo dục tốt là well educated. Well educated. Well educated. Hãy nhìn những người ngoài kia, họ còn bất hạnh hơn ta bởi họ là những người không có nhà. Homeless. Không có nhà hay vô gia cư. Homeless. Homeless. Chúng ta đã học đuôi less có nghĩa là phủ định rồi, đúng không nào? Vậy, không có cha ta sẽ nói như thế nào? Chính xác. Fatherless. 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 Và không có mẹ sẽ là motherless.
Motherless. Motherless. Ok, chúng ta đã học hết tất cả các từ vựng của bài học rồi. Các từ này khá là dễ, thế nên bạn hãy tự đặt câu với chúng nhé. Bây giờ, hãy cùng Hà Nào ôn lại toàn bộ từ vựng của bài nào. Mẹ đơn thân là gì? Single mother. Bất hiếu. Impious. Có hiếu. Dutiful. Vâng lời. Chính xác. Obey. Không vâng lời. Disobey. Tha thứ. Forgive. Kết bỏ. Disgrace. Niềm tự hào. Pride. Vô gia cư. Homeless. Không có cha. Fatherless. Không có mẹ. Motherless. Họ hàng xa. Distant relative. Gia đình tan vỡ. Dysfunctional family. Gia đình khăng khít. Gia đình êm ấm. Close knit. Gia đình tan vỡ. Broken home. Ly hôn. Divorce. Gia đình ruột thịt. Chính xác. Immediate family. Gia đình mở rộng. Extended family. Gia đình hạt nhân. Nuclear family. Biết ơn. Grateful. Vô ơn. Ungrateful. Được giáo dục tốt. Well educated. Và từ cuối cùng nào, gia phả. Family tree. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài học rồi. Hãy nhớ tập đặt câu với mỗi từ và hoàn thành bài tập nhé. Hẹn gặp lại bạn trong bài học kế tiếp.